Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xuyển Tô trong chuỗi vlog review về du lịch Đài Loan. Trong tập 4 này thì mình đã có một cuộc gặp gỡ với người bạn thân lâu năm của mình tại vùng đất đạm thủy của Đài Bắc. Tụi mình đã có dịp cùng nhau trải nghiệm những món ăn ngon xuất phát từ chính vùng đất này và chạy xe máy đến một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở khu này để ngắm nhìn những cánh hoa anh đào cuối mùa. Sau đó thì tụi mình đã cùng nhau đến với ngôi trường đại học mà bạn mình đã gắn bó trong suốt 3 năm qua. Đây cũng là một trong những địa điểm check-in rất nổi tiếng ở khu vực đạm thủy. Vào buổi trưa thì mình đã tách đoàn để đến với suối nước nóng Bắc Đẩu. Nơi đây thì mình đã tìm lại quán ramen yêu thích của mình, nơi mang hương vị thương nhớ mà 5 năm trước mình từng có dịp trải nghiệm. Và đã đến được khu vực Bắc Đẩu rồi thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được trải nghiệm suối nước nóng ở nơi này. Vào cuối ngày khi mà mình quay lại đạm thủy thì cũng là lúc mà bạn mình dẫn mình đi khám phá phố cổ cũng như là tìm đến một cái viện bảo tàng rất đặc biệt ở đây. Hãy cùng khám phá trong tập của ngày hôm nay xem hai đứa mình có dám đi vô trong này không nha. Và cho đến khi màn đêm buông xuống thì food tour ẩm thực của tụi mình mới chính thức bắt đầu. Tụi mình sẽ trải nghiệm bistec Đài Loan, một trong những cái món bistec lạ nhất mà mình từng ăn. Cho nên là hy vọng mọi người sẽ xem hết tập của ngày hôm nay để cùng mình cũng như bạn mình khám phá hết những điều thú vị trong ngày thứ tư của mình ở Đài Loan nha. Mọi người ơi, người bản địa dẫn mình đi ăn mọi người ơi. Mình đã xuống tới đạm thủy, bạn mình đã dẫn mình đi ăn cái lẩu này nè. Toàn tiếng Hoa không mà mình cũng không biết nói gì thêm. Lát lẩu ra mình review nha. Công thức nước chấm tâm linh nha mọi người. Bạn mình nó đang mua cái tường rồi giới thiệu luôn đi, sa tế. Đây là dầu sa tế. Dầu sa tế. Cái này là gì? Cũng là nó đó, hai cái này là một cái. Cái ướt cái cồ. Tỏi nè. Tỏi hả? Tỏi xay. Gà nướng luôn. Hành một miếng đi. Ok. Ủa vậy là sao? Dữ vậy? Thì của tao hả? Ok ra. Bạn mình nó vừa đi chợ xong mọi người. Lẩu ở đây kêu một cái vị lẩu là 190, nhưng mà nếu như ăn bò thì sẽ là 200. Sau đó bạn mình nó kêu thêm một dĩa bò này trị giá là 80 đài tệ. À không, 70 đài tệ. Xong rồi tôm 5 con thì 80, bên kia là mấy cục phô mai. Giá là 30 đài tệ. Và ở đây nó có pha cho mình một chén nước chấm. Nước chấm công thức tâm linh. Bên đây có quầy nước nè mọi người, có rất nhiều loại nước luôn. Chén dĩa thì thấy ở đây. Nước chấm ở đây. Và bạn mình nó nói là có cơm thịt kho ở đây nữa. Cơm trong đây và cái nước thịt kho ở đây. Nhưng mà nãy mình mới ăn rồi, cho nên là bây giờ mình không ăn nữa, mình chờ lẩu thôi. Đây là nồi súp lẩu gì quên nữa rồi. Phô mai gì? Sữa tươi. Sữa tươi, phô mai sữa tươi nha mọi người. Còn bên đây là mã la. Ok, lên đình lên đình. Lên lửa. Ồ cái bếp đã bị chặn không thấy lửa đâu hết. À đây. Sao chỗ nhạy cảm vậy? Bếp đây mọi người. Rồi lửa đã lên. Chờ bếp lửa sôi lên là khỏi. Bắp bung bắp bung. Trong cái nồi lẩu của mình có huyết nè, huyết nếp nè. Đây là chả cá Nhật nè. Thịt bò mỡ nè. Bên đây chả cá cái gì nè? Lòng đỏ hả? Cái gì? Trứng muối. Rồi tàu hủ kỳ. Bên của bạn mình là có một miếng phô mai với lại có bò viên. Có rất nhiều các loại nấm ở trong luôn. À, à miếng nữa hả? Đây, đặc sản của Đài Loan. Sản Đài Loan là... Rong biển Thắt Nơ. Rong biển Thắt Nơ, cưng vậy? Phải. Cái lẩu này là bao gồm có rau rồi nha mọi người. Nếu như order thêm thì sẽ là 30 đài tệ. Cục này là cục mochi mè đen mọi người. Lạ ghê. Bập bùng rồi kìa. Quá trời luôn, topping 200 đài tệ một cái lẩu này. Quá dữ, cái màu bên kia đẹp quá. Đây, sốt mã la của mình mọi người ơi. Bắt đầu nó tan cái cục sốt mã la ra rồi. Ui, đã đời. Thời tiết đạm thủy bây giờ đang là 16 độ. Quéo quéo. The next morning. Wow.
Qua sáng ngày hôm sau thì bạn mình đã dẫn mình đến một cái quán ăn rất là nổi tiếng ở khu vực này. Ở đây thì có tận 2 quán mọi người ạ, bán cùng một món ăn, nhưng mà bên nào thì cũng nhận bên mình là quán gốc của cái món ăn này. Tại vì đây là một trong những cái món ăn được cho là xuất phát từ vùng biển Đạm Thủy này. Nó tên là Aki hay là Aki, có vẻ là nó phiên âm từ tiếng Nhật ra. Thành phần của món ăn này thì rất là đơn giản luôn, gồm tàu hũ nè và miếng tàu. Thì người ta sẽ gói những cái miếng ở bên trong cái cục tàu hũ. Khi ăn thì sẽ được chan một loại nước sốt đặc biệt lên trên. Chúng ta sẽ dùng đũa để tách cái miếng tàu hũ này ra để thấy được cái phần miếng ở bên trong. Khi mà ăn cái món Aki này thì sẽ có thêm một cái chén nước súp đi kèm. Chén nước súp này thì thường bao gồm thêm những cái cục cá viên hoặc là bò viên, mà ở bên trong đó nó có thêm nhân thịt băm mọi người ạ. Một cái set ăn sáng gồm một cái chén Aki cùng với lại một cái chén nước súp như vậy thì chỉ có giá từ khoảng 40 cho tới 60 đại tệ thôi mọi người. Và ở cái quán quen này của bạn mình thì có bán thêm sữa đậu nành nữa. Sữa đậu nành ở đây rất ngon luôn mọi người, chỉ có 20 đại tệ thôi. Cho nên có dịp ghé đến khu này thì mọi người nhớ tìm tới cái quán này ha. Mình sẽ để định vị ở bên dưới phần mô tả cho mọi người. Sau khi ăn sáng xong thì tụi mình đã cùng nhau phóng lên con xe để chạy thẳng lên một cái ngôi đền rất là nổi tiếng ở khu vực Đạm Thủy này, mang tên là Thiên Duyển. Thì mình có dịch thử qua tiếng Việt, nó tên là Thiên Nguyên Vô Cực. Không có biết là cái tên này đã dịch đúng chuẩn hay là chưa, nhưng mà mình thấy ở trên mạng khi search cái cụm Thiên Nguyên Vô Cực này thì cũng ra được cái ngôi đền này. Ngôi đền này thì có kiến trúc pha trộn giữa Trung Hoa và Nhật Bản, mang đến một cái trải nghiệm rất là thú vị mỗi khi các bạn leo lên một cái tầng cao hơn của cái tháp chính. Ở đây thì mình thấy là vừa thờ Phật nè, và vừa thờ những cái vị thần ở trong đạo giáo nữa. Đây là một trong những cái địa điểm ngắm hoa anh đào phải nói là hot nhất ở Đài Bắc. Theo như mình biết thì những cái cây hoa anh đào ở đây thường sẽ nở rộ vào dịp đầu mùa, tức là khoảng giai đoạn cuối tháng 1 đầu tháng 2 ở Đài Bắc thì nó đã bắt đầu nở rồi. Vào thời điểm tụi mình đến thì cũng đã là ngày 24 tháng 2 rồi. Lúc này thì đã là cuối cái mùa hoa anh đào ở khu vực này, nhưng mà vẫn rất là may mắn vẫn còn một cái khoảng hoa anh đào nở rất là rộ để cho tụi mình có thể ngắm được những cánh hoa anh đào cuối mùa ở Đài Loan. Sau ngày hôm đó thì khi mình đi đến những cái địa điểm khác thì hầu như là hoa anh đào đều đã không còn nở rộ nữa rồi. Đài Loan thì vào mùa hoa anh đào rất là sớm luôn mọi người, sớm hơn Nhật Bản và Hàn Quốc tới 2 tháng. Cho nên là nếu như mọi người có ý định ngắm hoa anh đào ở Đài Loan thì hãy canh cái khung thời gian từ khoảng đầu tháng 1 cho tới cuối tháng 2 sẽ là cái thời điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất theo kinh nghiệm của mình nha. Hôm đó thì cũng rất là may mắn khi bạn mình đã có việc ở trong cái trường đại học của nó, cho nên nó đã dẫn mình vào tham quan. Đây là một trong những cái khu vực trường đại học rất nổi tiếng ở khu vực Đạm Thủy này, và gần đây thì có rất nhiều du khách đến đây để check in, cho nên là mình cũng rất là muốn giới thiệu với mọi người về cái khu vực trường đại học này. Ở đây thì có kiến trúc rất là đẹp luôn mọi người, vô đây chắc chắn là các bạn nào mê kiến trúc kiểu phương Tây cổ sẽ rất là thích. Ngôi trường đại học này thì hiện tại có tên là Alitia, nhưng mà trước đây thì nó được đặt tên là Oxford, được xây dựng bởi một cái nhà truyền giáo người Canada rất là nổi tiếng và có sức ảnh hưởng ở Đài Loan, mang tên là Marquis. Khi mà đến với khu vực phố cổ Đạm Thủy thì mọi người sẽ thấy một cái con đường mang tên của cái người truyền giáo này luôn, và có những cái bức tượng của ông nằm ở phía cảng của Đạm Thủy. Cho nên là có thể nói rằng đây là một cái ngôi trường vừa có giá trị về giáo dục mà vừa có giá trị về lịch sử để cho các bạn có thể khám phá. Hiện tại bây giờ thì mình đã đi từ Đạm Thủy xuống lại trạm Bài Thổ. Và bây giờ thì sẽ chuyển ở trạm Bài Thổ này đến một cái trạm mang tên là Xin Bài Thổ. Thì nó sẽ vô gần cái suối nước nóng thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới này. Nếu như các bạn đi từ ở phía Đài Bắc lên thì cũng đi tương tự ha. Tới trạm Bài Thổ sau đó mình sẽ xuống đổi sang cái line. Nó là một cái line nhỏ hơn đó mọi người, để có thể đi vô Xin Bài Thổ ha. Mình vừa mới đến được với trạm Xin Bài Thổ. Bây giờ thì sẽ tìm xe bus để đi tới một cái quán ramen mà mình đã ăn cách đây khoảng 5 năm và rất là nhớ cái hương vị luôn. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm lại chỗ đó. Nó là một cái ramen nhưng mà có sườn nướng đó mọi người, rất là đặc biệt. 2 giờ là quán đóng cửa, bây giờ là 1:15. Chắc là mình phải chạy thiệt là lẹ để tìm xe bus đi vô trong đó. 5 minutes later. Trời ơi,
mà chị Google vừa chỉ mình leo lên một cái dốc muốn ná thở luôn mọi người. Bây giờ đứng chờ xe bus chuyến M2 để đến được một cái trạm gần nhất ở cái tiệm ramen đó. Hy vọng là có xe bus. Đây đang ghi là 9 phút nữa. Trời ơi, không biết kịp ăn không nữa. 2 giờ quán đóng cửa rồi. Hên quá mình đã kịp đến quán và mình đã kêu một cái ramen sườn chiên cùng với lại một cái hot spring tofu và trứng hot spring. Và đây là phần ramen mà mình đã ngóng chờ từ lâu. Rất nhớ cái hương vị này luôn. Có một tô ramen to, sườn nướng, bên đây là đậu hũ và bên đây là trứng, suối nước nóng. Ok, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cái muỗng ramen y như ở bên Nhật luôn. Ngon quá. Ở đây là ramen nhưng mà cái súp này giống như là súp nhân hủ tiếu ở bên Việt Nam mình đó mọi người. Mình sẽ xịt thêm ớt và mè vô cho. Trong cái tô ramen này thì cọng mì khá là to nè. Có một cái miếng thịt, một cái nửa cái trứng và ở đây là nguyên một cái dĩa sườn. Mình sẽ ăn cái sườn này trước. Mình rất là nhớ cái hương vị ramen này luôn, tại vì nó khá là lạ, do nó có cái sườn nướng ở bên này, hai sườn chiên ở bên này. Mì rất là sực sực chứ không có bị quá mềm. Nước nước súp thì rất là thơm mùi cải và rau củ. Sườn ở đây thì được chiên rất là giòn ở bên ngoài, ăn mà nghe rộp rộp luôn đó mọi người. Bên trong thì rất là mọng nước. Ngon quá. Lần trước khi mà mình đến khu vực suối nước nóng này á, thì buổi trưa kiếm quán để ăn á, nhưng mà không thấy cái quán nào mở hết. Tình cờ đi ngang khu vực này thì thấy quán mở cửa vào lúc 11 giờ, bán tới 2 giờ chiều sẽ nghỉ trưa. Sau đó thì 5 giờ chiều sẽ bán lại tới 8 giờ tối. Mình sẽ để định vị ở bên dưới phần mô tả cho mọi người nha. Cái muỗng rất là bự luôn như một cái giá. Bên trong tô ramen thì sẵn có một miếng thịt rồi. Thịt cắt rất là dày dặn và mềm. Mọi người có thể chọn ngồi trong hoặc là ngồi ngoài ha. Hôm nay trời khá là mát cho nên là mình quyết định ra ngoài không. Ở trong nó bị hơi nóng luôn mọi người. Ngoài ramen thì hôm nay mình có kêu thêm một cái trứng. Một cái trứng chừng, gọi là trứng chừng suối nước nóng. Ở bên trong này thì có nước tương nè, rồi có rong biển với lại hành, một ít ớt và một cái trứng lòng đào ở trong này. Đây là cái trứng lòng đào mình mới vừa tập mình một hấp dẫn. Ngon quá. Mình đã phải share bàn với một chú khác. Cái nước tương ở trong cái trứng lòng đào này rất là ngon nha mọi người. Nó ngọt ngọt chứ không quá mặn và cái vị rất là thơm luôn. Trứng lòng đào rất đáng kêu nha. Đây là món cuối cùng. Đây là một cái tàu hũ suối nước nóng. Ở bên trên này có cá bào, hành với lại hình như là một lớp nước tương. Một lớp nước tương mọi người ạ. Mình đang xe bàn cho nên cái góc nó hơi bị chật. Ô cái nước tương ở trên này mặn quá nha. Nhưng mà chắc là hòa với tàu hủ thì sẽ ok. Ok, cùng ăn thử nha. Nhìn giống như cái bánh flan đó mà xinh ghê. Wow, ngon quá. Rất là ngon luôn, ăn với nhau bánh lăng gì đó. Nhưng mà bánh flan mặn. Ngon ngon ngon. Mọi người nhớ thử cái tàu hủ này nha. Bệnh giả mang luôn. Mình đã vừa ăn xong rồi và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái thung lũng suối nước nóng nằm ngay cạnh bên cái dốc đi xuống từ cái quán luôn mọi người. Rất là gần nhau luôn.
Bên trong kia mọi người thấy bốc khói chưa? Trời ơi, nghi ngút luôn. Đây là thung lũng suối nước nóng ở Baitau ha mọi người. Rất là nổi tiếng luôn á. Và vô tới đây thì ngay lập tức là nghe mùi trứng thối. Do cái suối nước nóng này có rất nhiều khí lưu huỳnh ở dưới. Rất là đông người. Ôi trời đã nắng lên rồi. Hy vọng một lát nữa mình về lại Đạm Thủy thì trời cũng nắng đẹp như thế này. Wow. Nước suối màu xanh lá cây luôn mọi người, trong vắt. Và rất là nhiều mùi khí lưu huỳnh đang bốc lên. Trong vắt bên dưới luôn á mọi người. Ôi trời ơi, khói đang bay vào mặt mình. Đây, mọi người cùng hưởng khói với mình nha. Quá trời khói luôn. Wow, bay là lạ trên mặt nước, đẹp quá. Wow. Ôi. Wow. Có một làn gió qua tới là cái khói đẹp quá nè. Wow, xuất sắc cái làn khói này. Rất là đẹp luôn mọi người ơi. Rất là nhiều khói bốc lên luôn. Nguyên một cái thung lũng khói bốc lên nghi ngút luôn. À, và cái đường này nó sẽ đi thành một cái đường vòng tròn. Mọi người đi thẳng vô đây xong rồi quẹo lại ra ngoài. Chỗ này mà tới vào buổi sáng sớm mà có không khí lạnh một xíu là sẽ rất thích hợp luôn. Bây giờ mình đi đang là khoảng 2 giờ rưỡi trưa. Trời hơi bị nóng một xíu. Ở trong đây thì có một cái suối gọi là đá phù thủy. Suối đá phù thủy. Wow. Mỗi lần mà có một cơn gió lùa xuống từ phía bên kia của thung lũng á mọi người, thì nó sẽ làm thành một cái đợt sóng khói cuộn tròn như thế này nè, tạo thành một cái mặt hồ rất là đẹp ở bên dưới luôn. Vừa khám phá xong khu vực thung lũng suối nước nóng và bây giờ thì đang thả bộ ra lại phía ngoài trạm tàu. Và trên dọc cái đường đi này thì sẽ gặp rất là nhiều các cái khu vực tham quan khác. Ví dụ như đang ở đây là cổng vô của một cái khu vực suối nước nóng công cộng. Như chỗ này là phải tắm chứ không phải ngâm chân nữa. Để mình coi coi có khu vực ngâm chân không thì mình vô. Rất là đông du khách đang ngừng lại ở đây luôn. Và cái cổng vô đang ở đây. Ủa? Hình như đang đóng cửa rồi hả ta? Không may là hôm nay hình như cái khu vực suối nước nóng này nó đã bị đóng cửa. Mọi người có thấy các cái ống cống nó đang thoát ra những cái hơi nóng không? Trời ơi, mình đi ngang là rất nóng luôn á. Trời ơi, cái dòng suối ở trong kia nó chảy ra đây, khói bốc nghi ngút luôn. Để mình đi xuống dưới đây thử. Không biết sao xui ghê, hôm nay cái khu vực tắm công cộng này họ đóng cửa rồi. Không biết là đóng tạm thời hay là đóng luôn. Họ ghi bằng tiếng Hoa mà ghi bằng tay á mọi người, mình không dịch Google dịch được luôn. Đây là mái che ở bên trong cái khu vực tắm công cộng nè. Không biết tại sao bữa nay lại đóng cửa mất tiêu. Ở bên kia thì có một cái bảo tàng suối nước nóng ở khu vực Bài Thẩu này. Còn ở bên đây thì sẽ có một cái khu nhà, hình như là nhà sách, thư viện với lại là quán cà phê để mọi người có thể ngồi nghỉ chơi. Và quá là đã luôn. Cạnh bên thì có thêm một cái khu vực bảo tàng nữa tên là Ketagalang Culture Center. Ở trong này thì trưng bày rất là nhiều các cái hiện vật cũng như là những cái thông tin về những cái tộc người ở cái khu vực này của suối nước nóng Bài Thẩu.
cạnh bên cái trạm tàu MRT Xin Bài Thẩu thì có một cái trạm tàu cổ hơn, nó nằm ở phía bên đây và hình như đang được làm thành một cái viện bảo tàng. Bây giờ thì mình sẽ vô trong đó để tham quan. Wow, cái ga tàu bên này nhìn khá là cổ và đẹp nha. Ok, vào thôi. Có rất là nhiều viện bảo tàng ở đây luôn mọi người. Mọi người có thể chọn một trong nhiều cái để đi tham quan. Wow, đây là hình ảnh của cái ga tàu cổ nè. Oh, bên trong đây có rất là nhiều cái kỷ vật. Đây là một cái vali hồi xưa. Trời ơi, đúng cái màu mình thích luôn đó mọi người. Người ta ngồi chờ tàu ở trong cái nhà ga này. Đây là hình ảnh của cái ga hồi xưa. Có rất là nhiều kỷ vật ở đây. Bên đây sẽ là cái dụng cụ để in một cái lời bài hát. Ở dưới này là mọi người theo kiểu cũ, chúng ta sẽ lấy cái mực ở đây phết lên trên này, sau đó là dùng một cái tờ giấy để in qua và có thể lấy thêm các cái con dấu truyện ở đây để ấn vô thêm nữa. Một cái món quà souvenir rất là dễ thương. Còn bên đây thì là các cái sản phẩm hồi xưa. Cái này là wash dài nè, còn ở trên kia là mấy cái chai lọ. Ý, có nhiều cái chai mà có bỏ cả điều ướt ở bên trong đó luôn. Wow, quá là hay. Let the soul of the station go home. Trưng bày hay quá. Và bên ngoài đây là cái không gian chờ ga tàu xưa. Bây giờ đã trở thành một cái công viên rồi. Cái cách họ làm rất là hay luôn á, nhìn thích quá. Mình có cảm giác giống như là đang ở ga Đà Lạt đó mọi người. Đây, cái ga ở trong này. Không biết là ở trên ga Đà Lạt thì người ta có làm cái hình thức giống như vậy không ta? Và ở bên đây thì có một cái toa tàu. Cũng là trưng bày về những cái hiện vật cổ xưa ở trong đây. Ok, mình sẽ lên nha. Wow, một cái mô hình toa tàu xưa. Trời, thích quá. Mình rất là thích tìm hiểu về những cái lai tàu và những cái ga tàu nha. Nhật Bản và Đài Loan là những nơi tuyệt vời để tìm hiểu về những cái này. À, đây là cái áo của những cái người tiếp viên xưa ở trên tàu. Đẹp quá. À, ở đây là mấy cái hộp thức ăn được bày bán ở trên tàu hồi xưa. Trời, cái hộp bằng thiết nhìn xuất sắc quá vậy ta. Wow. Trời ơi, nguyên một cái toa tàu luôn. Mê đắm, mê đắm. Thích cái kiểu làm bảo tàng này ghê luôn á. Và đây giống như là cái toa cuối á mọi người. Có thể nhìn ra một cái cửa sổ nhỏ nè. Khi mà tàu chạy thì sẽ thấy được đường ray ở phía sau di chuyển. Trên kia là một toa tàu mới của MRT Xin Bài Thâu. Còn dưới đây là một toa tàu cũ của trạm tàu Xin Bài Thâu trước đây. Một sự kết hợp hoàn hảo cho một cái bảo tàng. Thích mê. Tàu chuyến từ Xin Bài Thâu về Bài Thâu đã tới. Bây giờ thì mình sẽ đi ngược về cái trạm Bài Thâu, sau đó về lại Đạm Thủy để khám phá cái khu vực dưới đó. Sáng nay thì mình chỉ đi vòng vòng với bạn mình ăn sáng rồi vô trường đại học cũng như là đi cái chùa thôi. Bây giờ sẽ là thời gian để đi khám phá phố cổ Đạm Thủy. Mình đã vừa về lại được tới ga Đạm Thủy và từ trên ga thì có thể nhìn thấy toàn cảnh của vùng biển Đạm Thủy ở bên dưới. Rất là đẹp luôn. Hôm nay trời quá là nhiều mây rồi, cho nên là chắc chiều nay sẽ không ngắm được hoàng hôn. Mọi người thấy cái núi xa xa đằng kia không? Mây đầy ở trên đó luôn rồi. Cái ga Đạm Thủy rất là đẹp luôn nha mọi người. Thiết kế nhìn rất là thích luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống. Đây là bản đồ các cái khu vực tham quan của cảng biển Đạm Thủy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi ra phía ngoài cảng biển để đi dọc theo cái lối ngoài bờ vịnh này. Sau đó thì sẽ đi vào trong phố cổ Đạm Thủy.
ở ngoài này rất là nhộn nhịp luôn mọi người, ngay ở ngoài cái ga tàu luôn ha. Mấy cô tập thể dục kia. Trời hôm nay quá là nhiều mây luôn rồi. Dự đoán một buổi chiều không thấy hoàng hôn. Nhưng không sao, mình sẽ đi vào phía bên trong của khu phố cổ Đạm Thủy. Trong đây có rất là nhiều đồ ăn, thức uống luôn và rất là nhiều hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vô phố cổ Đạm Thủy. Đây là một loạt các cái hàng quán ăn uống cũng như bán đồ lưu niệm ở trong đây mọi người ha. Và bây giờ đang là 4 giờ và rất đông luôn. Cái khu vực phố cổ Đạm Thủy này thì hầu hết các hàng quán sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối. Cho nên nếu như mọi người có sắp xếp lịch trình thì nhớ đi trước khoảng khung thời gian đó, thì mình mới có thể khám phá được cái không gian ẩm thực cũng như là mua bán ở đây mọi người ha. Rất là đông luôn và cái phố cổ nó kéo dài xuống tuốt ở dưới kia. Đây là trục đường ở phía trong khi mà mọi người bước ra khỏi MRT Đạm Thủy hoặc là Tam Suy á mọi người ha. Còn cái đường ở phía ngoài bên này nó sẽ là cái đường ở phía Vịnh Biển. Ở ngoài đó bây giờ đang gió rất lạnh cho nên là mình đã chạy vô đây để đi trước. Và ở đây có một cái bảo tàng Museum of Curiosity. Trời ơi, cái bảo tàng này hồi nãy mình mới vừa bước nhẹ vô trong, mọi người hơi sợ một xíu cho nên là mình phải đợi bạn mình quay lại thì mình sẽ rủ nó đi chung với mình, chứ bây giờ mình không dám đi một mình. Cái con mình sợ nhất nó đang ở ngay trước cổng này nè. Bé Na. 2000 years later. Bé Na ở ngoài đó tao sợ rồi đó. Đây có nhiều đồ kỳ dị lắm mọi người. Có cái sừng linh dương kìa. Đây là cái khoái trinh tiết nha mọi người. Con bạn mình nó bỏ mình rồi, mình chờ nó tới đi chung mình mà nó không đi. Cái ghế này giống cái ghế Annabelle quá giờ phải không vậy? Sợ nha. Bên đây có con rùa hai đầu nè mọi người. Con rùa này còn sống luôn nha. Nhìn sợ quá đi. Bên đây là cái gì vậy? Mình không dám vô đâu mọi người ơi, mình chính thức là ngừng lại ở đây thôi nè. Cái cục bên đây là cái gì vậy ta? Ở trong đây là có con tôm, có cái kèn chào bá lửa luôn mọi người. Con tôm nó tập tạ nha. Bên đây là cục đá có mọc ra kiểu như tóc gì đó mọi người. Và tờ tiền 100.000 tỷ của Zimbabwe. Em bé hai đầu. Và đây là đôi giày của cái ông có cái size giày lớn nhất thế giới hả? Dữ vậy trời. Tại anh bạn mình nó không muốn đi cho nên mình không đi á mọi người, chứ mình cũng không sợ lắm đâu. Bán nhiều đồ ăn lắm luôn mọi người ơi. Mặc dù là mình mới vừa ăn ramen ở trên bài thẩu xong nhưng mà bây giờ thì vẫn còn thấy đói. Tại vì trời hôm nay khá là lạnh đó mọi người, cho nên là đói rất là nhanh luôn. Bao tử co bóp liên tục. Bây giờ mình cần kiếm một cái gì đó nóng nóng để ăn. Ở đây có một cái hiệu trà sữa cơm bay. Mình không biết là có ngon hay không nhưng mình thấy quảng cáo hấp dẫn quá nè. Cho nên là chắc là mình sẽ thử loại này. Quán này thì có một cái loại thức uống khá là đặc biệt. Mình thấy ở đây là một cái original bubble milk tea, nhưng mà nó có là trân châu với lại cái sợi giống như là sợi bánh lọt đó mọi người. Đây, nó nằm ngay đây. Cái sợi bánh lọt màu trắng ở đây ha, trân châu ở giữa. Và có cái hạt taro ở bên này nữa. Rồi, bạn vừa hứng trà và lắc ở trong đó. Mình không biết nữa, mình nhìn vô menu mình thấy nó để dấu ngôi sao thì mình uống thử. Nó có cái loại là có cái bánh lọt đó không nữa nè mọi người. Bây giờ trời đang là khoảng 14 độ C và mình đang uống trà sữa có đá. Ok, và bây giờ là ly trà sữa tiếp theo ở Đài Loan của mình, hiệu cơm bay. Hiệu này thì mình chưa bao giờ uống và cũng chưa bao giờ nghe luôn. Nhưng mà đi ngang thấy nó có cái loại topping đặc biệt cho nên để mình thử. Rồi cái ly trà bá lửa luôn mọi người, 60 đài tệ nha. Hồi nãy mình mua thì bạn không có hỏi mình là bao nhiêu đường, bao nhiêu đá. Chắc là thấy người nước ngoài cho nên bạn bán luôn. Húp đầu tiên nha. Mọi người thấy cái sợi bánh lọt không? Thú vị ghê. Bất ngờ nha. Vị trà thơm thoang thoảng. Cái này chắc là 100% được.
Do là mình không có hạ cái lượng đường xuống, nhưng mà uống vẫn khá là ok, không quá bị ngọt. Và cái topping, đặc biệt là cái sợi bánh lọt đó mọi người, nó dai dai sực sực chứ nó không có bị mềm. Cái chân trâu cũng rất là ngon luôn. Cái sợi bánh lọt đó mọi người ăn khá là vui. Bình thường mình uống trà sữa chân trâu nó là cái dạng viên tròn đúng không? Còn cái này là cái dạng sợi dài, cái là hút chân trâu rồi hút thêm cái đó lên nữa. Dám ăn. Không quá nổi bật, nhưng mà cái này cũng được 7 điểm nha. Uống cũng rất là ok, lai mặt. Bây giờ thì mình đang đứng ở chùa Phu Du, nhưng mà hôm nay chùa đã có sự trùng tu rồi cho nên là không có đi vào trong được. Thành ra là mình sẽ ghé qua cái đường kế bên chùa. Ở trên cái đường này thì có vẻ rất là nhiều bức tranh, kiểu giống như là tranh tường đó mọi người, và có cả tranh ở dưới các cái cầu thang nữa, tạo thành một cái khu mỹ thuật rất là đẹp. Bây giờ mình đi lên đó xem sau 5 năm có còn lại những cái bức tranh nào mà trước đó mình đã thấy hay không. Ở trong này có rất là nhiều cái con dốc dẫn vào những cái lối nhỏ nhỏ, giống như là những con hẻm len lỏi ở phía sau chùa á mọi người. Đi khám phá vòng vòng cũng khá là thú vị, nó mang các cái nét hoài cổ của cái khu vực này. Wow, mình vừa leo lên một cái con dốc khá là mệt. À, có những bức tranh tường đầu tiên xuất hiện rồi nè. Trời, thấy cưng quá vậy. Ủa sao cái này nó bể lại còn đúng cái vị trí, hơi nhạy cảm ha. Ở đây giống như là lên một cái ngọn đồi bé bé. Đặc sản của Đài Loan là những chiếc xe như thế này nè mọi người. Cái kiểu dáng xe bên này mình thấy nó y như nhau vậy đó, nó không có gì thay đổi hết. Có hai hãng, hình như là Kimco với lại là SYM. Hai hãng khá là kiểu giống như là quen thuộc với người Việt Nam ở thời điểm trước ha. Còn Honda hoặc là Yamaha thì qua đây là mình không thấy luôn rồi đó. Ở đây có mấy cái bức tranh tường bắt đầu xuất hiện rồi nè. Vẽ cái gì vậy trời, hơi bị trừu tượng nha. Cái con đường đi xuống này cũng đẹp quá ha. Vịnh biển ở ngoài kia. Ở đây là các cái con đường dốc có treo lồng đèn. Mình thấy có một bức tranh tường ở trên này rồi, khá là giống ở Penang. Khi mà các cái bức tranh tường nó đã bị cũ dần và nó phai á mọi người, cho nên là ai mà lâu lâu đi trước đó xong lâu lâu ghé lại thì sẽ thấy các cái bức tranh này nó mất tiêu. Cái này đẹp quá. Bên đây có một bức nữa nè, một em bé đang sơn dở dang hai bức tường. Mình sẽ dần lại và quẹo qua bên phía tay phải. Có một dãy các cái tranh tường ở trong cái hẻm đó. Đường khá là dốc luôn mọi người. Đi thở quá thở. Đây, một cái tường được vẽ hình của cảng đạm thủy. Có cái cầu tình yêu ở dưới này. Đây, cái này là cái cầu tình yêu này. Nếu như mình nhớ không lầm thì ở dưới này, cái cầu thang này chụp lên sẽ thấy một cái bức tranh nữa. Hình như nó phai hết trơn rồi. À, đây là cái bức tranh rất là nổi tiếng ở khu vực này. Nằm cạnh bên cái hẻm bên tay trái của chùa nha mọi người. À, bên tay phải của chùa nha. Cái bức tranh ở trên cái cầu thang này nó bị phai rồi. Ở đó mình nhớ là người ta vẽ một cái bức tranh nó dài lên trên cái cầu thang trên đó luôn, mà bị phai mất tiêu rồi, uổng quá. Ở đây có một cái bức tranh tường mọi người. Ở trên mọi miếng gạch sẽ là một bức tranh riêng. Dường như ở đây có hình một chú chó ngóng chủ nè. Ở trên đây là hình đôi tình nhân đút nhau ăn tàu hủ húi uống trà sữa. Bên đây là con chó với lại một đàn con. Wow, những cái bức tranh vẽ trên những cái viên gạch này rất là đẹp luôn. Rồi, cũng khá khá đó mọi người. Mọi người có thể ngừng lại ở đây để chụp hình ha. Wow, có Phật Bà Quan Âm nữa nè. Có những trái hồng và con tôm. Một cái bức tường dài với rất nhiều những cái bức tranh. Ở đây thì có mấy tiệm bánh bông lan Castella Đài Loan luôn mọi người. Wow, cái bánh Castella ở trong kia nhìn ngon quá. Có phô mai thì phải. Bên này là nguyên một cái ổ bánh. Có cho ăn thử nè. Mình sẽ ăn thử một phần.
Wow, cho ăn thử cục bự như vậy. À, ở đây có thể mua được phần nhỏ nữa mọi người. Để mình qua mình mua phần nhỏ. À, đây rồi, thấy ở bên đây rồi. Chị miss cái này. Phần nhỏ của cái original là 55, cái double cheese là 75 và cái cheese không là 65. Chắc là mình sẽ mua một cái cheese phần nhỏ. Ở phía gần cuối của cái con phố đi bộ phố cổ thì có một cái quán bán Aki. Cái món ăn sáng hồi sáng mình mới ăn với lại bạn mình ở cái khu vực gần trường đại học. Ở đây là một cái combo luôn nè mọi người, một cái Aki với lại một cái chén có cá viên và có nhân ở bên trong. Và từ cái khu vực này đi ra đây thì mọi người sẽ thấy một cái bến cảng, nơi mọi người có thể mua vé tàu thủy để đi đến hai cái khu vực cảng khác ở trong cái vịnh biển này. Đầu tiên là về cái phía của Fisherman's Wharf, giá là 100 đài tệ, hình như là 2 triệu luôn. Còn nếu không thì mọi người có thể đi qua cái phía bên kia tên là Bali. Đây, ở đây là cái quầy bán vé nè. Đó, từ đạm thủy đi Fisherman's Wharf thì sẽ là 100 đài tệ. Còn nếu như đi qua Bali thì sẽ là 40 đài tệ. Hướng của Fisherman thì nó sẽ nằm ở tút đằng kia ha mọi người. Thật ra là cái Fisherman nó nằm cùng hướng với lại phố cổ đạm thủy luôn. Nhưng mà nếu như mà đi đất liền thì phải đi xe hơi xa xuống dưới kia. Cho nên đi tàu cũng là một lựa chọn khá là hay. Còn cái Bali thì nó sẽ nằm đối diện ở phía bên kia. Bây giờ thì mình đang đi chiều ngược lại từ cái phía cuối của phố cổ đạm thủy về lại với MRT đạm thủy ở đằng kia. Nhưng mà đi ở phía ngoài biển mọi người ha. Ngoài này rất là gió và lạnh luôn. Phía bên kia bờ rất là đẹp luôn á. Ở trên cái đồi ở bên kia. À không, cái đó là cái núi luôn rồi. Có rất là nhiều tòa nhà ở bên đó. Wow. Và cái phía mặt biển này cũng bán rất là nhiều đồ ăn thức uống nha mọi người. Và có rất là nhiều cái chỗ ngồi để mình có thể ngồi hóng gió ở ngoài này. Nhiệt độ buổi chiều nay bây giờ đang là 14 độ rồi. Quá là lạnh luôn. Xa xa kia là phía đạm thủy có rất là nhiều những cái ngôi nhà cao tầng. Nhà cao tầng ở Đài Loan thì kiểu nó khá là cũ á mọi người. Đó, mọi người thấy không? Xa xa cái màu nó giống như nhau hết trơn à. Trong đây là mấy cái hàng quán bán đồ thời trang. Ở đây bán quá trời nón luôn nè. Bên đây là chơi trò chơi nè. Bây giờ thì mình đang ở khu vực cầu tình yêu Fish cái gì man quên mất tiêu rồi. Ngoài này lạnh quá không còn nhớ cái gì nữa mọi người ơi. Bình thường là nếu như đi tới đây thì mọi người sẽ có thể ngắm được hoàng hôn ở đạp thủy. Nó có một cái cầu cảng hướng về tuốt ở phía kia. Tối lên đèn rất là đẹp luôn. Nhưng mà hôm nay mọi người coi bầu trời nè. Tuyệt vời quá hả. Có một ngày đi biển thôi mà sao kỳ vậy. Và đây là cây cầu tình yêu. Đây. À, hồi nãy mình đến đây bằng cách là bạn mình chở mình đi. Sẽ giới thiệu với mọi người con ma tốc độ Đài Loan và Sài Gòn. Chinh phục mọi cung đường. Sức chịu đựng bạn mình có giới thiệu lắm mọi người. Lạnh như quỷ nhưng mà nó vẫn chạy xe được, hay thiệt. Đây là cái cầu. Cái gì? Ồ, có một dọc hàng quán ở dưới luôn. Trời ơi, lạnh quá. Tình yêu này giờ này chưa lên đèn nữa mọi người, 5 giờ rưỡi. Ủa, đèn này lên chưa, nhớ đèn màu mà mày. Lên rồi đó. Trời đất ơi. Lên rồi. Nói chung là mọi người ra đây nhớ coi thời tiết nha. Trời nhiều mây quá thì thôi khỏi ra. Nó như thế này nè. Many, many minutes later. Bây giờ thì bạn mình đang dẫn mình tới một cái chợ đêm ở đạm thủy và ăn cái món beefsteak này. Beefsteak bò. Bạn mình nói beefsteak bò ở đây rất là lạ so với những chỗ khác cho nên phải đi ăn thử. Chờ 15 tới 20 phút hết rồi. Ok luôn. Bây giờ tụi mình sẽ phải chờ 15 tới 20 phút mới lấy món được. Ủa lộn, mới lấy chỗ được.
Bạn mình nói cái hiệu này tên là Trân Tôn Bào gì đó nha mọi người. Nè, ai đọc được đọc đây nha. Từ năm 1976. Wow. Steak ở đây là có mì mọi người. Có trứng, có mì, có rau củ. Sau đó thì topping khác nhau. Topping thì tùy loại nè. Bên đây có bò, có tôm. Bên đây có mực, có cá, cá hồi. Cái phần con mực này ngon quá nè. Đây, bạn mình đang order nè mọi người. Cái tờ order toàn là tiếng Hoa nè. Nhưng mà mình dò trên này nó sẽ ra tiếng Anh trong cái menu dưới nè. Cái 79 này là 795 này là chín, độ chín mọi người. Vậy thì ở đây cho chín là well done đi. 7 là medium rare. 5 là rare hả? Chắc vậy. Chắc vậy đó mọi người. Ở đây thì có một cái quầy buffet mọi người có thể tự lấy ha. Đây là súp nè. Bên đây có các loại nước sốt steak. Có cái sốt Awan mình thích luôn. Quá đã. Bên đây là nước. Nước lọc. Này là nước ngọt. Kem tráng miệng. Và bên đây là cơm. Cơm ở trong này có cà ri bò với lại là thịt kho. Trời, mấy cái quán bên đây hay vậy đó mọi người. Có free những cái ăn kèm như thế này. Đây là cái bánh mì cho ăn kèm đó mọi người. Nó có cái sốt chảy ra. Ôi, hấp dẫn. Còn ở đây thì mình sẽ lấy một chén súp. Súp nấm với lại bắp. Có hình như có tàu hủ kỳ ở trong nữa. Ngon lắm. Cái nước lèo nấu bằng bắp cho nên rất là thanh luôn. Ngon. Cái bánh mì này mọi người đó, nó hồi cái sốt. Wow, cái sốt trong này ngon quá. Không quá béo. Không quá béo, không quá ngọt, vừa ăn. Tích chảy. Trong đây vừa có cái sốt đó, vừa có bơ nữa mọi người. Ngon quá à. Nếu như order riêng một cái thì là 15 đại tệ, hai cái thì là 25, 10 cái thì là 109. Còn cái bánh mì ngon quá. Đồ ăn của tụi mình đã ra rồi mọi người. Một cái chảo chà bá lửa luôn. Bạn mình kêu phần bò là 340, đại tệ của mình là 370. Mọi người ơi, miếng bò này là cái mền nha. Đây, đắp nè. Trời ơi, to lắm luôn. Ở dưới nguyên một phần luôn. Và ở đây là mì, spaghetti. Bên đây có broccoli, bông cải xanh. Ở đây có một cái trứng, ốp la. Miếng bò, 9-7 phần. Bên trong là medium. Trong cái chảo này của mình có hai loại sốt, sốt tiêu với lại sốt nấm. 2000 years later. Một nửa cái mền đã được ăn nha mọi người. Còn một nửa cái mền còn lại. Nhìn như phần ban đầu luôn. Mì là mình để nguyên nha, mình ăn nửa cái mền. Xong bây giờ nó mới tới được cái đoạn mà có thể trồi mì lên. Còn bạn mình nó kêu lộn cái phần bò mọi người ơi. Nó đang bị dài ở bên đó. Mọi người có thấy cái máy bị lắc đó là do con bạn mình nó đang cắt bò bên. Đây là phần mì bên dưới. Cái này khá là giống với lại cái cọng mì bò. Không phải động đất đâu nha mọi người, bên kia nó cắt bò đó. Mà chấn động luôn. Bạn mình nó kêu phần thịt nạc. Rồi nó kêu làm chín phần. Đó, nó ra nông nổi vậy đó. Ăn giống như ăn mì bò khô vậy đó mọi người. Ủa cái máy mình nó lệch tới vậy luôn. Để lại. Bạn mình nó cắt bò mà chấn động cái máy mình. Lệch khung luôn mọi người. Cái mì rất là ngon nha. Cộng to, ăn rất là thích miệng luôn. Bò kêu 9-7 phần thôi nha mọi người. Trời ơi. Tối nay mình lại tiếp tục ghé vô Family Mart để kiếm một cái đồ uống. Thấy hai cái này dễ thương quá nè. Yakun. Bên đây là chanh. Chanh với cái gì ta? Chân châu hả mày? Hả? Cái này chân châu hả? Đúng rồi, chân châu trắng. Ôi, có chân châu trắng trong này luôn hả? Ừ. Ê, được nha. Lấy này. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like,
share và subscribe cho kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.